Sáng mai chúng ta có cuộc hẹn đi Đại Nam tham quan đó em mông lớn. Em là mũi lớn. Sorry, lộn, đổi lại. Sáng mai chúng ta đi Đại Nam chơi đó em chú lớn. Ở đó có con cọc cái, ai cũng khiếp sợ. Em giấm anh đồ bịt mỏ nó lại nha. Cut. Very good. Hay nha, đúng là con gái bây giờ khoe hàng khen vũ to là khoái liền. Em ngủ sớm đi, anh chơi TikTok một xíu nha. Người ta muốn hỏi anh tại sao tối nay không hôn người ta. Vậy hôn thôi nha. Tối qua em đòi 7 cái, anh đuối quá. Thì hôn đi. Được rồi nha. Uầy, lần trước anh đâu phải hôn chỗ này. Quá wow. Chui đầu vô khe núi rồi ăn trái cây nữa. Anh sợ là bị ngộp thở như tối qua. Xém chút nữa phải đi thở oxy đó. Tha cho anh có được không? Ê già, làm mẹ con khổ quá mà. Mày lại, thằng mất dạy. Hả? Đây là mẹ của em hả? Chia tay liền đi. Không nói nhiều.